Kính thưa quý vị, bây giờ thì Khánh đang kết nối trực tiếp với phía đầu cầu ở Sài Gòn quý vị nhé. Và trước ống kính của quý vị đấy là chính là hình ảnh của bé Hoa 14 tuổi mà chưa biết nói. Và rất là may mắn thì được anh Xuân Dũng đã kết nối với anh Tám Sang, một là hai người đang làm công tác từ thiện rất là tuyệt vời ở khu vực miền Nam. Anh Xuân Dũng là chủ kênh YouTube Tin Nóng Từ Thiện, rất là tuyệt vời, cũng là người miền Trung, người Quảng Bình quý vị. Và sau khi mà chiều ngày hôm nay chỉ mới gặp anh Tám Sang chỉ có là vài chục phút thôi, thì cho đến bây giờ đấy, Khánh muốn chia sẻ với toàn thể quý vị một cái tin vô cùng hạnh phúc, vô cùng là bất ngờ và vui mừng luôn quý vị. Đó là bé Hoa bây giờ đã cất được cái tiếng nói đầu tiên rồi. Và trước ống kính của quý vị chính là hình ảnh của anh Xuân Dũng cùng với bé Hoa. Bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với bé Hoa và anh Xuân Dũng một chút, và chúng ta sẽ lắng nghe những tiếng nói đầu tiên trong suốt 14 năm qua mà bé Hoa chưa lần nào được cất lên quý vị nhé, để chúng ta cùng với gia đình, cùng với bé Hoa và cùng với toàn thể quý vị để chúng ta vui hạnh phúc trong cái giờ phút này quý vị nhé. Em Khánh đầu cầu Quảng Bình đang nghe rõ đây rồi anh Xuân Dũng ơi. Alo. Dạ. Alo, Khánh nghe rõ không? Dạ, em phía đằng này nghe rõ anh ơi. Ok, nghe rõ là tốt rồi. Dạ. Thưa cả nhà, thưa quý vị, vừa rồi thì Dũng đã đưa em Hoa đến gặp anh Tám Sang, một người bạn của Dũng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc là mọi người cũng đã theo dõi video trong thời gian qua, thì đã biết được là em Hoa 14 năm vừa qua không thể cất được một cái tiếng nào, rồi cũng không thể nghe được một tiếng yêu thương của cha mẹ dành cho em đó, cho yêu thương của anh chị em dành cho em đó như thế nào hết. Và 14 năm vừa qua là một cái gì đó mà có thể nói rằng là một cái... phải nói rằng là một cái gì đó mà Dũng không biết diễn tả thế nào. 14 năm qua em đã chịu được những cái không nghe được cái lời nói, không nghe được cái tình yêu thương của cha mẹ, là một cái gọi là một cái thiệt thòi, một biết thiệt thòi. Thiệt thòi. Vâng. Tính nói là đúng là cái từ thiệt thòi nó cũng chưa xứng đáng với những cái gì mà cho em Hoa cả. Tại vì cái từ còn ấy hơn nữa. Vâng. Đó. Thôi thì chị cứ tạm thời dùng cái từ thiệt thòi đi. Vâng. Và quý vị biết không, chiều nay lúc vào lúc 17 giờ thì anh Tám Sang đã gặp em Hoa, và trong vòng khoảng độ mới 5 phút thôi. Vâng. Đã có điều kỳ diệu xảy ra rồi. 5 phút thôi Khánh ạ, mới năm ban đầu 5 phút thôi. Điều kỳ diệu xảy ra, nhưng mà sau đó thì anh Tám Sang thấy bé Hoa phản ứng nhiều quá, tại vì khá đau. Thực sự là khá đau. Em đó đã khóc. Cho nên anh Tám Sang là hiểu tâm lý, cho nên đã tạm thời dừng lại để cho em ổn định tâm lý. Ổn định tâm lý thì nó sẽ và anh Tám Sang còn phải thêm 1 đến 2 lần để chữa bệnh cho bé Hoa nữa, giúp đỡ cho bé Hoa nữa. Đó. Thì còn bây giờ thì 5 phút vừa qua thì anh Tám Sang đã làm được những điều gì mà 14 năm vừa qua em đó đã bị thiệt thòi như vậy. Bây giờ xin mọi người cùng chú ý nhé. Dũng sẽ vỗ tay, và nếu như em đó nghe thì em đó gật đầu, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đầu tiên là gật đầu ấy đã. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ vỗ tay nha. À. Còn mọi người đâu có em nữa. À. Có hay không là gật thôi. Nghe, nghe lại like nhá. Like nào. Đưa tay xuống, đưa tay xuống. Nghe nhá. À. Phản ứng là mở miệng ra nói luôn, chứ không có là kiểu như là gật gật nữa. Dạ dạ đó. Dạ. Hay quá, tuyệt vời quá. Khánh nghe không? Khánh nghe không? Dạ em có nghe. Bây giờ nào, like nè. Này nè. Một. Rồi. Mừng quá anh Xuân Dũng ơi, tuyệt rồi. Đây, like nè. Hai. Ừ. Ồ. Khánh em nghe rõ anh ơi. Nghe đó. Nghe to hay nghe nhỏ, ít hay nhiều hết? Nhiều hết. À. Tất nhiên là đấy, cho dù 14 năm vừa qua em đó cũng không thể mở miệng ra để mà nói những cái từ bập bẹ như trẻ em vừa mới lớn. Tuyệt vời quá. Không, quý vị 14 năm vừa qua em chưa thể mở miệng ra để mà phát âm ra bất kỳ một cái từ nào hết. Tuy rằng những cái từ bập bẹ mà nó chưa rõ ràng, tại vì mới có 5 phút thôi, mới có 5 phút đã làm được như vậy, tại vì em đó quá đau.
và em đó đau như thế nào thì sắp tới mọi người hãy xem trên những video mà Xuân Dũng đưa lên cũng như em Khánh đưa lên, quý vị nhé. Vâng. Cảm giác rất là đau. Dạ. Đó, rất đau và Dũng cũng cảm thấy chảy nước mắt khi mà cảm thấy em đó đau đớn. Tuy nhiên thì để mà chấp nhận đau đớn một lần, chấp nhận đau đớn một chút xíu, nhưng mà em đó có thể cất được những cái tiếng nói yêu thương cũng như nghe những lời yêu thương của người thân, của gia đình, của bạn bè chúc mừng em đó thì sẽ là điều tuyệt vời hơn cho dù là một chút đau ha. Vâng ạ. Cảm ơn anh Xuân Dũng rất là nhiều. Anh Xuân Dũng có thể là làm cho bé 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 Hoa có thể nói thêm vài tiếng nữa cho mọi người nghe được không anh Xuân Dũng ơi? Em chào anh Khánh đi, chào anh Khánh đi. Rồi hay quá, anh bảo anh đếm để cho bé Hoa đếm theo đi anh ơi. Đếm nhưng mà thực ra là em đó đang nói tiếng bập bè thôi chứ có thể đếm được từng cái tiếng rõ ràng. Dạ. Khánh nhá. Dạ dạ dạ. Tức là cái phản xạ khi mình nói ra từ tiếng nào thì em đó phản là nó ra tiếng đó rồi nhá. Dạ. Bây giờ mẹ. À hay quá. Bà nào? Chi. À kêu à, bây giờ đây là cái chị ơi nhá. Bây giờ nói là chị ơi hai từ nhá. Dạ dạ dạ. Nói lại hai từ. Chị ơi. Hai từ. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đó. Thấy rồi. Khánh thấy những cái thay đổi chưa? Dạ à, thay đổi tốt quá rồi anh ạ. Có ba mẹ là hay. Chị ơi, hai từ lắm á, chị ơi. Hay quá. Anh gọi bảo mẹ ơi đi, gọi bảo mẹ ơi đi, ba ơi cho dễ đi. Mẹ ơi. Rồi, quá. Rồi. À rồi, tuyệt vời rồi anh Xuân Dũng ơi. Từ từ kìa, mình nói từ từ à, để bây giờ để nó hỏi thử là mẹ khỏe không. Bây giờ hỏi đến ba từ luôn ha. Mẹ khỏe không? Học nhanh không được rồi. Từ 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 nha. Mẹ ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, giống như trẻ em ngày xưa mới tập nói mà. Mới 5 phút thôi, tại vì nó hơi bị... Nãy cái nơi nãy nó còn người lên vậy nè, nó không cho làm gì hết. À. Phản ứng hơi bị kịch liệt đấy. Dạ. Thôi, chào Khánh này. Chào Khánh. Tức là vẫn còn nghe chưa được có rõ lắm. Rồi, rồi. Rồi. Ok rồi anh Xuân Dũng ơi. Đầu cầu Sài đầu đầu cầu Sài Gòn ơi, bây giờ em muốn trò chuyện với anh một chút này. Đầu tiên đó là em muốn chia sẻ với anh một cái điều là em thực sự là vô cùng hạnh phúc lắm anh ạ. Khi mà nhìn thấy hình ảnh của bé Hoa bây giờ đã có thể nói được cái những tiếng nói đầu tiên rồi. Và đã nghe thấy rồi, em rất là vui. Cho nên là anh ơi, anh có thể quay dịch sang một chút khỏi che mất mặt của bé Hoa rồi được không? Rồi 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 rồi, thế được rồi, được rồi, được rồi, được ơi, được rồi. Đấy, phải nói rằng là mặc dù không phải là một người nhà của gia đình bé Hoa, nhưng mà em vô cùng là cảm ơn anh, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Xuân Dũng, chủ kênh YouTube Tin Nóng Từ Thiện, cùng với anh Tám Sang rất là nhiều, đã tâm huyết, đã dành rất là nhiều cái thời gian và vượt một cái quãng đường rất là xa để lên từ lên đến Sài Gòn để đón em Hoa để đi gặp anh Tám Sang. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và hy vọng rằng là một vài lần gặp trong ngày hôm nay và ngày mai thì sẽ giúp cho bé Hoa có thể là có được cái cơ hội phục hồi nhiều nhất anh ạ. Dạ dạ. Thế thì bây giờ cho em hỏi một chút là cái kế hoạch giờ đến ngày mai thì anh Tám Sang sẽ làm việc với bé Hoa như thế nào nữa anh nhỉ? Anh quay chính diện, anh quay chính diện mặt bé Hoa một chút nào. Rồi 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 rồi. Tối nay 9 giờ anh Sang sẽ gặp lại bé Hoa thêm một lần nữa. Dạ. Và nếu lần này á mà bé Hoa nói được rõ hơn, nhiều hơn thì tạm dừng, mà nếu như chưa rõ thì phải sáng ngày mai thêm một lần nữa. Dạ. Từ, dạ. Dạ. Là kế hoạch là như vậy. Vâng vâng. Thì với cái kinh nghiệm của anh Sang đấy, với đã hỗ trợ cho rất là nhiều cái trường hợp như thế này rồi đấy, thì anh Sang có đánh giá như thế nào về cái trường hợp của bé Hoa anh Xuân Dũng nhỉ? Lúc mà anh Sang có
khi mà cái hình ảnh mà chụp gửi qua là thấy lưỡi lè ra thì nó được rất là tốt. Dạ. Và cái tín hiệu của anh Sang là bé, anh chưa có nói trước, nhưng mà anh có nói nhỏ với anh là có khả năng là bé sẽ nói được lại bình thường. Vâng. Theo như anh Sang có nói qua với anh là rất ok hơn so với những cái ca khác. À. Những cái ca khác nó bị lưỡi nó bị tụt vô, cho nên là để mà kéo được cái lưỡi ra thì nó rất là khó. Dạ. Vâng. Còn là nói về cái giai đoạn nói thôi, còn cái tai thì anh chưa nói được điều gì. Vâng. Nhìn qua kìa, thì nhưng mà anh không nghĩ rằng hôm nay thì em có phản xạ như vậy, thì cũng đối với anh thì anh Sang thì nói là cũng rất là khả quan. Vâng. So với những ca khác thì rất là khả quan rất là nhiều. Dạ. Tuy nhiên thì bé nó vì là con gái là chịu đau không có được, và dạ, nữa còn nhỏ, cho nên là cái anh Sang chưa có làm hết được cái sử dụng cái tuyệt chiêu của mình. Vâng, vâng, vâng. Em đón rất là đau. Dạ. Rất là đau. Dạ. Đó, vâng. Nên là nếu như mà bé hợp tác. Dạ. Bé hợp tác thì em sẽ làm dạ, em sẽ làm có thể là tốt hơn nữa. Dạ 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 dạ. Vâng, vâng. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuân Dũng rất là nhiều. Và Khánh ở đầu cầu Quảng Bình sẽ tiếp tục chờ đón những cái thông tin mới nhất từ anh Xuân Dũng ở trong Sài Gòn. Anh Xuân Dũng nhá. Okay, okay. Dạ, ok, ok. Cảm ơn anh Xuân Dũng, cảm ơn anh Tám Sang và cảm ơn toàn thể quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho bé Hoa, con của Mề Lan có một ít cơ hội để có thể nói được trong suốt 14 năm vừa qua. Em chưa bị câm điếc đây quý vị. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều và Khánh xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị ở một vài video tiếp theo. Để cho em Hoa nói tạm biệt đi. Vâng, vâng. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hai từ. Hai từ. Bye. Vâng. Đó, thấy chưa? Nó được. Lại hai từ. Bye bye. À, rõ quá rồi. Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuân Dũng nhiều nhá. Rồi, rồi.